Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là 25 tháng 1 năm 2019. Cơ sở chúng em chia sẻ cho mọi người những cái phần lan mà hôm nay cũng gọi là phiên cuối cùng của năm 2018 rồi. Chuẩn bị bắt đầu em cũng dọn hàng và nghỉ Tết nhé các bạn nhé. Thì em cũng bán nốt hôm nay và giao hàng trong vòng hôm nay và ngày mai nữa thì chúng em sẽ tạm nghỉ và tạm nghỉ bán hàng nhé các bạn nhé. Còn cái việc chăm sóc khách hàng thì chúng em vẫn duy trì từ giờ đến Tết. Nên là các bạn có vấn đề gì cứ liên lạc trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại cơ sở chúng em nhé. Và cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với chúng em để đặt hàng những cái loại lan mà các bạn thích, rồi đặt hàng, rồi chúng em sẽ gửi hàng COD cho các bạn và thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn ở tại nhà nhé các bạn nhé. Sẽ có bên nhân viên bưu điện giao tận tay cho các bạn những cái phần lan mà các bạn đã đặt với chúng em. Và số điện thoại của cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy. Và cũng là những cái phiên tất niên rồi, em cũng xin được chúc các bạn sức khỏe dồi dào và đón một cái năm mới an khang thịnh vượng. Gia đình thì chúng ta ăn Tết sum vầy và đầm ấm nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn những cái phần lan, những mặt hàng lan mà hôm nay chúng em có để chia sẻ cho mọi người luôn. Ở đây thì em có hai cái phần Trần Tuấn nhé các bạn nhé. Đấy, hai phần Trần Tuấn này. Đây, phần số 1 đây. Thì hai phần này đều có giá là 200.000 nhé các bạn nhé. Phần số 1 đây thì gồm có 3 khóm nhé các bạn. 3 khóm này, khóm này có 2 thân tơ này. Đấy, 2 thân tơ rất là dài này. Đấy. Và bây giờ nó vẫn còn đang sưng nụ và cho nụ nhé các bạn nhé. Đây. Đây là cái nụ của đấy, đây là cái nụ đang sưng của một thân đây. Đó. Và đây là một khóm nữa này, khóm này rất là dày thân. Đấy, cũng đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, cái nụ vẫn đang sưng này, sưng sưng đây. Đó. Khóm này có một thân này. Đấy, khóm này có hai thân tơ này các bạn này. Khóm này có hai thân tơ. Đó. Đấy, thân này cũng đang nụ đây, đang sưng nụ đây. Đó các bạn. Đấy. Khóm này thì có hai thân tơ nữa này. Tổng cả phần số 1 này là có tới 5 thân tơ nhé các bạn nhé. Đó. 5 thân tơ luôn nhé. Còn phần số 2 đây. Phần số 2 này thì đây là một thân tơ dài này. Đó. Một thân tơ dài đây. Ở đây là khóm này có cũng có một thân tơ dài đây. Đấy. Thân nào cũng đang nứt nụ thôi các bạn ạ. Bây giờ thì nó đã xuống hết lá và đang nứt nụ rồi. Khóm này có hai thân tơ này, rất là to đẹp luôn này khóm này. Đó. Thân nó rất là dày. Đấy, mỗi phần là 200.000 nhá các bạn nhé. Hai thân, tất cả vào bốn thân này, được cái dề rất là đẹp luôn các bạn ạ. Dề này có hai thân tơ mà thân nó rất là dày. À, những cái thân dày này nó sẽ rất khỏe các bạn ạ. Còn ở đây thì em có những cái phần trâu nữa, phần trâu rừng nhá các bạn nhé. Mỗi phần này đều đồng giá là 200.000 nhá các bạn nhé. Những phần này đều đồng giá là 200.000 này. Đấy, em có đề số các bạn thích lấy phần nào thì em sẽ gửi cho phần đấy. Và có một phần 3 cây trâu thái bóc trụ. Đấy, 3 cây trâu thái bóc trụ thì thân lá rất đẹp luôn. Đây, em giới thiệu cho các bạn cái phần số 1. Phần đai trâu hàng rừng nhé các bạn nhé. Số 1 đây.
Đấy, gồm có một cây này, hai cây này, ba cây này, đấy, bốn cây này, đó, bốn cây đây. Còn đây phần số 2, phần số 2 thì gồm có một cây này, đấy, lá hơi héo héo một chút, hai cây, ba cây này, bốn cây này, đấy, cây này vẫn còn hoa này, 5 cây, 6 cây này, đấy. Cái đai châu này thì cho dù là nó bị héo lá này thôi nhưng mà nó vẫn phát triển tốt cho các bạn nhé. Chứ không sợ là nó trồng nó mà bị chết đâu. Tại vì dòng đai châu thì nó rất là dễ thuần các bạn. Còn đây phần số 3 đây, cũng 200.000 nhé. Phần số 3 thì gồm những cây châu này rất là to các bạn ạ. Những cây châu rừng mà rất là to, lá này. Đấy, một cây, hai cây và ba cây nhé các bạn nhé. Ba cây, ba cây châu rừng rất là to này, bản lá cũng rất to luôn. Đó, ba cây châu rừng này có giá là 200.000 thôi này. Đó, còn đây phần số 4. Đấy, phần số 4 đây cũng có giá là 200.000 thôi. Đó, gồm có những cây này đây, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, đấy, năm cây này, đấy, có năm cây. Còn ở đây là phần số 5. Phần số 5 đây cũng có giá là 200.000 thôi các bạn ạ. Đấy, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây, sáu cây, bảy cây luôn các bạn ạ. Đấy, phần này được rất là nhiều ngọn. Còn đây phần số 6. Phần số 6 thì phần này nhỏ nhỏ nhất này. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này. Đấy, phần này có 6 cây nhé các bạn nhé. Đấy, phần nào thì có 6 phần đai châu rừng. Đó, mỗi phần đều là 200.000 nên là các bạn cứ chọn số nhé. Còn đây là phần đai châu hàng Thái bóc trụ nhé các bạn nhé. Cây châu Thái bóc trụ, cây rất là đẹp luôn này. Đấy, cây lá liếc nó không hề bị lỗi luôn các bạn ạ. Đó, gồm có 3 cây như này đây. Đấy, cây này thì nó bị cháy ở đuôi lá này một chút này. Đấy, cái vòi hoa của nó thì bị đuôi vòi hoa rồi các bạn ạ. Đấy, còn cây này nữa đây. Cây này có 3 lá ngọn rất là đẹp luôn này. Những cái lá gốc thì lá nhỏ thì không cần phải bàn được các bạn ạ. Tại vì những cái lá gốc đấy, lá nhỏ là lá từ lúc giống rồi, nó cũng sắp rụng rồi nhé các bạn nhé. Lúc chúng ta ghép lên thì những cái lá nhỏ này nó sẽ vàng dần và rụng nhé. Còn những cái lá to này nó sẽ giữ được lá. Đấy, những cái lá to đẹp này nó sẽ giữ được lá cho cây sau này nó phát triển lên. Đấy, cái phần đai châu Âu Thái này có giá là 400.000 nhé các bạn nhé. 3 cây này 400.000 ạ. Đó. Còn ở đây em có những cái, ở đây còn dê nhất điểm hoàng. Dê nhất điểm hoàng này. Đấy, dê nhất điểm hoàng này thì bác nào lấy em để cho giá là 150.000 ạ. Dê rất là to. Đấy, nhất điểm hoàng thì chuẩn bị cho nụ hoa nhé các bạn nhé. Đó. Còn ở đây là long tu xuân. Long tu xuân, hàng cây giống này thì nó dài độ khoảng 5 phân, 10 phân. Đấy, có những thân nào ngắn nhất trong cỡ này. Thì thân nào dài nhất thì nó độ chừng khoảng 20 phân. Đó. Thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Cái loại hàng cây giống ấy, được rất là nhiều đầu cây luôn. Chúng ta ghép các bạn có thể đến khoảng 3 lạng. 3 lạng chắc nó được khoảng một khóm này. Đấy, thì chúng ta được một giỏ nó nhỏ nhỏ thôi. Hoặc là lấy nửa cân thì được một giỏ nó to to hơn.
Sau này cây nó mình nuôi sau 1 năm thì nó lại dài đẹp tầm khoảng 3 40 phân, 50 phân để chúng ta sẽ chơi hoa sau năm sau. Đấy. 200.000 một cân ạ. Còn ở đây là những cái bó long tu hàng đẹp. Các bạn có thể mua theo hàng mua theo kg cũng được. Cứ đấy em làm thành từng bó này. Mỗi bó là 100.000 nữa các bạn. Đấy, mỗi bó này có chừng khoảng 3 đến 4 lạng thì mỗi bó là 100.000. Đó, hàng còn hàng kg thì em cân cho các bạn thì dài loại dài đẹp này là 250.000 một cân ạ. Các bạn nhé. Còn mỗi bó này bây giờ em làm thành từng bó này cho các bạn dễ đặt hàng là mỗi bó là 100.000 thôi. Đấy. Mỗi bó là 100.000 này. Đấy, rất là nhiều bó luôn. Em làm sẵn ở đây rồi. Có độ khoảng hơn một chục bó. Còn ở đây là những cái phần những cái bảng lan ý thảo ba màu. Những cái bảng lan ý thảo ba màu này thì em bán giá là 100.000 một bảng nhé các bạn nhé. Những cái bảng này thì hiện giờ thì nó đã được thuần nhé các bạn. Những cái bảng này đã thuần rất là khỏe luôn. Và bây giờ đang bắt đầu nó sưng những cái mắt nụ rồi nhé các bạn. Đấy. Bây giờ nó đang sưng những cái mắt nụ rồi. Nên là đấy, đây, những cái mắt nụ đang nứt ra như này rồi đấy các bạn ạ. Đấy. Ở đây em có 4 bảng, mỗi bảng là 100.000 này. Chia sẻ cho mọi người nhỉ. Đó. Mỗi bảng thì nếu nó đều có tầm khoảng 2 thân tơ dài hoặc là 3 thân tơ, 4 thân tơ có. Nhưng mà càng nhiều thân tơ thì nó lại ngắn các bạn ạ. Đấy, những cái nụ đang nứt ra như này rồi đấy. Đó. Đấy. Những nụ nào to là nó nứt lên như này rồi này. Thì sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa luôn cái loại này. Đấy. Còn ở đây là những cái ba bảng tóc tiên. Ba bảng tóc tiên này kìa. Mỗi bảng cũng có giá là 100.000 một bảng nhé các bạn. Đấy. Những cái bảng tóc tiên thì hoa thì nó cho màu tím trắng nhé các bạn nhé. Đấy, cây lá của nó rất là dài. Đã được thuần nhé các bạn. Về chúng ta chỉ việc treo chăm sóc và chờ hoa mùa sắp tới thôi. Loại này nó nở hoa vào chừng khoảng tháng 9 nhé các bạn. Nó là tóc tiên nhé. Đấy, lá của nó rất dài luôn này. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi, hàng đẹp này thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Như một đấy, 250.000 một cân ạ. Như chừng này nó rơi độ khoảng hơn lạng thôi. Nó nhẹ thôi mà các bạn. Nên là chúng ta có thể lấy độ khoảng 3 lạng để trồng một giò. Đó. Đấy. Như thế này đây thì nó rơi một độ khoảng 5 lạng này. Đấy. Thì chúng ta đủ trồng một giò rất là đẹp luôn. 250.000 một cân loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Còn đây là một còn chút hàng cây giống. Thì cây nhỏ và cây có bị gãy dập nhé các bạn nhé. Đây, những thân tơ mà nó bị gãy dập như này đây. Thì có giá là 200.000 một cân đấy các bạn ạ. Đó, hàng cây giống là có gãy dập và cây nhỏ. Còn đây là lan đùi gà. Đùi gà hàng đẹp đây thì đùi gà dẹt nhé các bạn nhé. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 một cân. Hoa tím đậm rất là đẹp luôn này, loại này. Đó, đùi gà dẹt. Bây giờ cây đang ra những cái nụ như này đây. Đấy, đang chồi những cái nụ như này. Đó, những thân nó đang chồi đây. Đấy, đang nụ hoa rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đó, có những cây nào mà nó chưa ra nụ thì sắp tới nó sẽ sưng mắt nụ sau nhé các bạn. Đấy, những thân như này đây thì sắp tới nó sẽ sưng mắt nụ sau và nó cho hoa sau. Đấy, còn các bạn thích mua với cái số lượng ít mà đủ trồng một giỏ vừa vừa thì đây. Mỗi bó này thì em làm thành từng bó này là mỗi bó là 100.000 nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, loại hàng đẹp luôn ạ. Còn đây là cái loại hàng xấu xấu hơn này, cây nhỏ, cây rời này. Đấy, loại hàng xấu xấu, cây nhỏ, cây rời thì ở đây có giá là 140.000 một cân thôi. Đấy, cho các bạn về ghép vào vườn để chăm sóc sau này cây nó sẽ đẹp luôn. Đấy. Còn ở đây có một chậu đùi gà dẹt này. Đấy, chậu này năm ngoái em trồng thì năm nay nó lên to đẹp như này đây. Đấy, năm ngoái em cũng trồng bằng cái loại hàng rời rời thôi các bạn. Đấy. Chậu này bác nào thích thì em để giá cho là 350.000 nhá. 350.000 cái chậu này. Nó gồm rất là nhiều ngọn, nó vào 30 ngọn có lá này để sang năm nó cho hoa nhé các bạn nhé. Đấy, ngọn này là ngọn to nhất này, là ở giữa này.
Đấy. Năm ngoái anh ghép từ hàng rời thì năm nay chăm sóc là nó được chừng này rồi đây. Đây chậu này có một thân đang cho những cái nụ hoa như này đây. Đấy những cái nụ hoa này, chi chít luôn này. Có 13 thân như này nhá các bạn nhá. Đấy, 13 thân đang lá này để sang năm cho hoa này. Đó, đây. Đấy. Đấy. Chậu rất là đẹp, 350.000 ạ. Còn ở đây là lan trúc mành. Lan trúc mành thì hôm nay em làm từng bó luôn cho các bạn này. Đó. Mỗi bó này là 100.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy. Về chúng ta chơi được một dề nó vừa vừa. Là 100.000 một bó thôi ạ. Lan trúc mành thì bây giờ đang ra nụ nhé các bạn. Lan trúc mành thì bây giờ bắt đầu đi vào mùa lên nụ rồi đây. Đấy. Đấy. Đây. Một cái nụ mà trắng trắng xanh xanh mà nứt ngay ở chỗ cái mắt này đây. Đấy. Còn những cái mắt phình này thì em chưa thấy phát hiện nó cây nào nó ra nụ đây. Cây này này. Đấy, hai mắt nó liền kề nhau luôn này. Đang sưng ra này. Đó. Đấy. Đang bắt đầu sưng nhá các bạn. Mỗi bó là 100.000 ạ. Còn đây là còn hai phần ngọc thạch ba màu. Phần này có 1,5 cân này. Loại cây đẹp luôn này. Cây đẹp thân tơ đầy đủ luôn này. Là 250.000 cái phần này nhá các bạn nhá. Đó. Còn ở đây có một phần này là phần này phần cây nó xấu xấu này. 100.000 cái phần này thôi các bạn ạ. Các bạn lấy cái phần giống này thì cũng là ngọc thạch ba màu nhá. Phần giống này là 100.000 này. Còn cái phần hàng đẹp này 250.000 này. Là nó có 1,5 cân luôn các bạn nhá. Còn ở đây có một phần cây Vanda mà nó bị gãy ngọn mà hai phiên hôm trước thì em có lọc hàng ra ấy. Thì còn đây thì bây giờ nó vẫn có nụ hoa đầy đủ cho chúng ta chơi hoa thôi. Đấy, rồi sắp tới nó sẽ đẻ những cây con mới nhé các bạn nhé. Cái ngọn nó thì bị gãy hết rồi. Đấy, đây toàn là những cây bị gãy nụ. Có hơn 3 kg ạ, hơn 3 kg, 3,5 kg này. Thì cái phần này em để cho mọi người về trồng giống nuôi chơi với giá là 200.000 thôi. Cái phần này hơn 3 kg luôn, rất là nhiều, rất to luôn. Về chúng ta ghép vào một trụ cây rất là đẹp. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa chỉ còn một vài cân này thôi đây. Đấy, hôm nay em bán cứ đấy. Cái này thì em bán tối thiểu 5 lạng trở lên nhá. Thì 5 lạng là 100.000, 1 cân là 200.000 nhé các bạn. Đấy, 5 lạng 100.000. Đó. Hàng nó cũng xấu xấu, không được đẹp rồi. Kim điệp thơm này. Còn ở đây là thế nào? Còn một phần kim thoa này. Phần kim thoa chắc phải hơn cân. Đấy, em để giá cho bác nào là 100.000 này. Một phần kim thoa. Còn đây phần sơn thủy tiên này chắc phải tầm gần 3 cân. Đấy, bác nào lấy hết em để cho giá là 350.000 này. Còn bác nào lấy lẻ lẻ độ cân thì giá là 150.000 một cân thôi này. Đấy. Còn ở đây phần kim điệp nhựa. Phần kim điệp nhựa này, đấy, bây giờ cây đang ra nụ nhá các bạn nhá. À, đây là kim điệp giấy nhá các bạn. Đấy, kim điệp xuân, kim điệp giấy đó. Bây giờ đang sưng nụ này. Đấy, cái phần này em để cho các bạn là 120.000 thôi. Đấy, cả đống này luôn. Bác nào lấy thì em để cho. Hàng giống nhá, hàng xấu xấu nhá. Còn ở đây là thanh đạm sữa. Đây là những chùm quả thanh đạm sữa đây. Đấy. Chùm quả thanh đạm sữa đây. Thanh đạm sữa thì bây giờ đang bắt đầu lên mùa nụ nhá các bạn. Đây là những cái bẹ nụ của nó đang ở trong này đây. Đấy, để em vạch ra cho mọi người xem nhé. Đâu nhỉ? Bây giờ đang lên nụ. Rất là nhiều rồi. Thanh đạm sữa thì mỗi bó này là 50.000 một bó thôi. Đây là những cái nụ của nó này. Đang trồi ra dài như này rồi. Đấy. Đấy, nụ nhá các bạn nhá. Nụ hoa đấy. Thanh đạm sữa cho hoa mùi hương rất là thơm. Đây này. Đấy, nụ chi chít luôn này. Rất là nhiều nụ. Bó nào có nụ hết nhá. Đấy, nụ đây. Đang to cái này ở đây. Thì nó sau chừng khoảng 1 tháng nữa cây sẽ nở hoa. Đây là những chùm quả rất là dài này. Đấy. Đấy, chùm quả này. Mỗi một chùm này nó cho bông màu trắng tím. Thì
độ khoảng 10 đến 15 bông nhá, mỗi một chùm này. Mỗi bó này là 50.000 một bó thôi các bạn. Đấy, về chúng ta trồng một chậu nó vừa vừa này. Đấy, thanh nậm sứa 50.000 một bó thôi ạ. Đó. Cây rất to đẹp, xanh đẹp luôn. Còn đây là mai trúc lan này. Cái mai trúc lan này thì bác nào lấy cây nó hàng thanh lý thôi thì có giá là 150 một cân nhá các bạn nhé. Đấy, có cả hàng rời. Chủ yếu hàng rời thôi các bạn ạ. 150 một cân. Mai trúc lan thì bây giờ đang cho nụ hoa rất là nhiều luôn các bạn ạ. Để mà tìm cái nụ cho các bạn xem luôn. Cái mai trúc lan thì đang ra nụ rất là nhiều luôn. Lúc này em xem là có nụ nhiều lắm. Đấy. Ui, nụ nó nhỏ quá khó tìm các bạn ạ. Đấy, quanh đi quẩn lại ít hàng mà em lại làm clip nó dài dài rồi nên là mọi người cứ vừa xem vừa theo dõi thôi. Đấy. Những cái nụ đâu ra để xem nào. Bây giờ nó đang ra một nụ thôi các bạn ạ. Không biết là nó ở chỗ nào thôi, tại vì nụ nó bây giờ nó còn nhỏ ấy các bạn. Tôi vậy thì đấy là những cái phiên hàng mà ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người thì gồm có những mặt hàng này nhé. Thì các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Đấy. Đấy, em vẫn thắc mắc là lúc nãy em nhìn rất là nhiều nụ nhưng mà giờ lại không thấy đâu. Tại vì nó nhỏ quá. À đây, đây. Đây, nụ mai trúc lan bây giờ đang sưng như này đây. Các bạn nhé. Đấy, đây này, hai mắt liền kề nhau luôn này. Đó, nụ mai trúc lan bắt đầu đang ra rồi nhá. Hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Loại này chúng ta trồng chậu, trồng đứng nhá. Đấy, rồi em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhá.